Sau đây xin kính mời đại diện ban tổ chức lên trao hoa cho quý ca sĩ. Kính thưa quý vị, bài đầm ca Bờ Vai Trên Thành Phố Quảng Trị vừa rồi đã khép lại chương trình buổi sinh hoạt ca sách hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị có chương trình ở lại với chương trình cho tới giờ phút chót này. Trong việc tổ chức thế nào cũng không tránh khỏi những sơ suất ngoài ý muốn, xin quý vị nhận tình tha thứ. Trước khi ra về, xin quý vị bước ra ngoài hậu trường để xem khu triển lãm với những kỷ vật của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện và họa sĩ Vũ Hói, để chụp hình lưu niệm với cảnh đẹp và ba cô gái với trang phục Bắc Trung Nam. Và đặc biệt quan trọng nhất là cũng xin quý vị nhớ ghé qua quầy để mua cho hết sách qua đề mục, cũng như là để ủng hộ cho Trung Tư Bình Việt Nam Cộng Hòa. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị, kính chúc quý vị một buổi chiều an vui, hạnh phúc và ra về bình an. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị lên đây để mà chụp hình kỷ niệm. Mời ông Đinh Long Cường, ông Nguyễn Minh Hữu, cô Vũ Quỳ Anh, ông quý vị chủ tịch cộng đồng và quý vị đại diện các đơn vị, cũng như quý vị xin mời lên đây để chụp hình kỷ niệm với ban tổ chức. Chúc quý vị có một ngày vui, hạnh phúc và xin kính chào.